xe máy điện Zibao GoGo SS 2 phanh đĩa 2021 giá bao nhiêu? Với nhiều option nổi bật cao cấp như thế thì chiếc xe điện GoGo SS Zibao này có giá thành không phải rẻ. Giá khuyến mãi hiện là 16.800.000 đồng Việt Nam tại cửa hàng xe máy điện Bibay. Đối với hãng Zibao luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, chính vì vậy mọi sản phẩm đều an toàn tuyệt đối và 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và được sự tin dùng của hàng trăm ngàn khách hàng vẫn chưa xảy ra sự cố nào lớn. Khuyến khích khách hàng kiểm tra kỹ từng chi tiết sản phẩm và thử xe thật kỹ trước khi chọn mua xe tại xe điện Bibay. Zibao vẫn là thương hiệu xe điện uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Suốt 10 năm qua, Zibao vẫn luôn nằm trong top các hãng xe điện chất lượng cao, có sản phẩm bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng fake, bạn hãy để ý kỹ các mẫu xe điện Zibao đều được trang bị và gắn logo Zibao khắp các linh kiện dàn áo của xe. Thông số kỹ thuật, thông tin chung, hãng xe, Zibao, xuất xứ, liên danh, bảo hành khung xe 3 năm, bảo hành ác quy 1 năm, bảo hành pin 2 năm, động cơ 2 năm, mức tiêu hao nhiên liệu, quãng đường di chuyển 80 đến 100 km một lần sạc, ngoại hình, chiều dài X, chiều rộng X, chiều cao lần lượt là 1640mm x 690mm x 1200mm, chiều cao yên xe 670mm, đường kính bánh xe, lốp 406mm, vành 254mm, màu sắc đang bán tại Bibay. Đủ màu, đặc điểm, động cơ 1000W, vận hành, tự động hoàn toàn, vận tốc 50km/h. Tải trọng 223kg, trọng lượng xe 93kg, sạc điện tự động ngắt khi ơ quy đầy, thời gian sạc 12 giờ, phanh đĩa cả trước và sau, loại ơ quy, 5 bình ơ quy 20Ah, vành xe thép đúc lốp không xăm. Giảm sóc ống lồng trước, cặp lò xo trụ sau, giảm chấn thủy lực, phụ kiện đi kèm theo xe bao gồm có gương, sạc, khóa báo động chống trộm. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe máy điện Bibao GoGo SS 2 phanh đĩa 2021 và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-buy.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện Bibao để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!